Và kính thưa quý vị, một bản tin khác đến từ Moscow, Nga. Kính thưa quý vị, nhằm để khuyến khích nhiều người đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy, đạo diễn người Pháp từng đoạt giải Oscar Mitchell Gondry đã thiết lập dự án mang tên Xưởng phim tại gia ở thủ đô Moscow của Nga. Tham gia dự án, mọi người có thể quay hoàn tất được bộ phim ngắn chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Với xưởng phim tại gia thì việc sản xuất một bộ phim trở nên dễ dàng và thoải mái như chưa bao giờ được như thế. Điều mà họ cần là sự nhiệt tình và ý tưởng. Xưởng phim cung cấp cho họ trang phục và các vật dụng cần thiết để thực hiện một bộ phim, kịch hay là một bản phim do người tham gia nghĩ ra. Cô Olicia, một người tham gia dự án cho biết rằng cô không cho mình là một nữ diễn viên xuất sắc nhưng cô đã diễn hết sức mình. Cô tham gia bộ phim này như là một món quà bất ngờ dành cho ngày sinh nhật của chị gái. Trước khi đến Moscow thì dự án đã được triển khai thành công ở một số thành phố như New York, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris và Rotterdam.